biết điều. Tôn trọng người lớn đấy là kính lão đắc thọ. Đánh 83 mà nó ra 38 thì đấy là số may mắc nhỏ. Nhưng mà tôi không sao, tiền thì đã mất rồi không việc gì phải nhăn nhó. Nếu mà cảm thấy cuộc sống bế tắc hãy bốc cho mình một bát họ. Mày chỉ cần photo, cái chứng minh thư và sổ hộ khẩu, mang qua tiệm cầm đồ, không vấn đề gì về đồ chậu. Đọc cái địa chỉ nhà nó cho thằng em qua nhà mày check đã. Đưa cho mày tờ giấy, mày chỉ việc ký là có tiền mà tà. I'm okay, I'm fine. Quintana, Quintana, ding, 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 ding. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Angin tuh. Anjing. Nhảy dưới con trời trong xanh rồi nhi chúng bảy ngã vào vòng tay anh và...
Cho đọc điểm của các bạn. Hôm nay mình có tiếp một là đọc điểm, nhưng thầy chỉ đọc các bạn trên 7 mà thôi. Bởi vì thầy biết rằng là lớp ta có một cái kèo, đang xét ra một cái kèo. Đó là kèo những bạn lớp trưởng. Quay lại lớp trưởng xíu. Bạn lớp trưởng và bạn Khánh. Quay lại Khánh được. Hai bạn này có một kèo rất là ghê. Đó là bạn nào trên 8 điểm thì được quát lông giò nước kia. Quát lông giò nước kia. À, rồi, thứ nhất là chúng ta biết được điểm những bạn điểm cao. Thứ hai là chúng ta biết xem cái kèo của bạn Khánh với bạn Quanh này ra như thế nào hả các bạn ha. Hãy đọc từ trên nha, chỉ đến 7 thôi nha. Tuấn Thịnh 7 điểm. Yến Linh 7 điểm. Đoan Trang 7 điểm. Thiện Trí 7 điểm. Mai Minh Thư 7 điểm. Quốc Khánh 7 rưỡi. Rồi xong. Kim Quang 8-25. Rồi, đó là các bạn điểm cao. Còn các bạn điểm thấp thì chúng ta phát ra, chúng ta tự coi ha. Được không? Rồi.